Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Hiện nay Lợi xin hướng dẫn một bài của bạn Nguyệt Lê. Bạn ấy hỏi rằng: thầy ơi, thầy giúp em với ạ. Một cái tờ ruộng hình chữ nhật nè, có nửa chu vi, thì các bạn phải nhớ nửa chu vi chính là dài cộng rộng đó các bạn, bằng 250 mét. Chiều dài hơn thì ở đây thiếu đề nên mình sẽ tìm đó là chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng, vậy cho thấy chiều dài lớn hơn hằng rộng bao nhiêu ạ? 50, vậy ta lấy dài trừ đi rộng sẽ ra đúng cái phần hơn kém 50, được chưa? Thì đây là phép gì ạ? Phép cộng, đây gọi là tổng. Đây là phép gì ạ? Phép trừ, đây gọi là hiệu. Vậy các bạn lại quay về dạng tổng hiệu. Thì tổng hiệu thì chiều dài chính là số hạng thứ nhất. Muốn tìm số hạng thứ nhất, ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia chia hai. Rộng chính là số hạng thứ hai. Vậy muốn tìm số hạng thứ hai, ta lấy tổng trừ hiệu tất cả chia chia hai. Được chưa ạ? Rồi bắt đầu mình giải. Chiều dài hình chữ nhật là ta lấy tổng nè, 250 cộng cho 50 chia 2. 250 cộng 50 ra 300. 300 chia 2 ra 150. Đơn vị là mét. Được chưa ạ? Rồi tiếp tục chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy tổng nè, trừ đi hiệu nè, tất cả chia 2. 150 trừ 50 ra, xin lỗi, 250 trừ 50 ra 200. 200 chia 2 được 100 mét. Khi có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được diện tích hình chữ nhật là thì ta lấy dài 150 nhân rộng 100 thì ra kết quả bằng bao nhiêu. Các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi khi các bạn đã xác định được diện tích bằng bao nhiêu rồi thì các bạn sẽ tính xem ra kết quả bằng bao nhiêu thì các bạn chọn đáp án. Thì mình cảm giác giống như cái đề bài nó bị sai hay bị thiếu cái gì đó thì các bạn khỏi cần chọn đáp án nha các bạn. Thì các bạn giải ra diện tích bằng bao nhiêu thì các bạn comment ở đó luôn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.